cháy về với biển, ở trên anh đầu một biển giới cuối dòng sông nơi ấy. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kim Liên Bolero đam mê nghệ thuật. À, bữa nay thì cái giọng khỏe hơn được chút xíu, có thể hát được nhiều bài, cho nên là xuyên trang điểm để mà hát và quay. Còn mấy bữa thì hát cố lắm cũng một ngày chỉ hát được con bài, cho nên là ghép hình vô đăng chứ làm biến trang điểm. Tại vì một lần trang điểm là cái biến trang điểm cả tiếng đồng hồ luôn á. Vẽ xong rồi bô rồi xóa, không giữ ý lại xóa chùi rồi xong vẽ. Cho nên là có nhiều bài cho nên không có hát mà chỉ ghép hình thôi, tại là lười biến trang điểm. Bữa nay thì cái giọng đỡ hơn chút xíu, tuy là nó không có được khỏe, không có được bình phục như bình thường, chỉ đỡ hơn xíu thôi, nhưng mà cũng có thể là hát được hơn 3-4 bài. Thì vậy cho nên mới xuyên trang điểm để quay. Kim Luyến xin thông báo với mọi người một cái tin rất là buồn, buồn của Kim Luyến luôn á. Kênh của Kim Luyến đã bị tắt KT rồi. Mọi người xem, mọi người để ý, đã không còn quảng cáo nữa đúng không? Tại vì Kim Luyến đã bị phạm cái bản quyền, những cái bài hát bản quyền nhiều quá mà mọi người yêu cầu á, thì Kim Luyến nghĩ là thôi mình cứ đăng lên đi rồi cho mọi người hát rồi xong rồi mình từ từ mình xóa cũng được. Nhưng mà đã bị tắt rồi. Hồi đó làm á không có rành, nói chung là không có rành mấy. Không biết gì hết, không biết gì YouTube hết á, mới đầu chỉ là định hát để là đam mê thôi. Nhưng mà rồi được một số người ủng hộ, cho nên là Kim Luyến mới đầu tư luôn, là định cái nguyện vọng là nếu mà kiếm được tiền như mọi người thì mình sẽ làm từ thiện đều đặn hơn. Nhưng mà buồn quá, cái kênh bị tắt mất rồi, nên là mọi người ơi, mọi người có thương Kim Luyến, ủng hộ Kim Luyến thì mọi người hãy sang cái kênh thứ hai của Kim Luyến là Phước Tính Kim Luyến Karaoke, đăng ký và ủng hộ Kim Luyến và theo dõi Kim Luyến bên cả hai kênh nha. Kênh này Kim Luyến vẫn không bỏ, nhưng mà Kim Luyến sẽ hoạt động bên kênh kia nữa. Tại vì bên đây đã bị tắt kiếm tiền rồi nên là Kim Luyến sẽ hoạt động kênh bên kia. Bên đây thì vẫn duy trì, vẫn hát. Đây nè mọi người, đây là kênh của hai chị em Kim Luyến. Những cái bài mà mọi người yêu cầu á, bây giờ thì em còn mắc nợ rất là nhiều. Nhưng mọi người thông cảm nha, tại bây giờ em đã bị tắt nút kiếm tiền rồi nên là em rất là sợ. Em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không có có những cái bài mà hát không được hay không được thì Kim Luyến không đăng nữa. Cho nên là những người mọi người yêu cầu thì Kim Luyến cũng sẽ chọn lọc lại, có một số bài không thể nào hát được luôn. Cho nên là mọi người thông cảm giùm nha. Từ bữa tới giờ là Kim Luyến hát những cái bài toàn là theo yêu cầu thôi, chứ chưa có hát được cái bài nào mà tự mình yêu thích và nó hợp với chất giọng của mình. Nói chung là bài ruột á, chưa có hát bài nào hết. Mà nói chung cũng không biết bài nào là bài ruột luôn. Nhưng mà có một số người cứ gọi Kim Luyến là ca sĩ. Đừng có gọi vậy nữa, trời mọi người nghe ném đá Kim Luyến chết. Tại vì ca sĩ là phải hát cho thiệt là hay. Mà Kim Luyến chỉ là hát vì đam mê, vì yêu thích, vì là nó là cái nó ngấm trong máu rồi, nó là cái điều duy nhất mà để Kim Luyến xả stress mỗi khi buồn. Còn ca sĩ á là phải hát hay lắm mới gọi là ca sĩ. Mà Kim Luyến với lại còn phải đi biểu diễn nữa, phải đi biểu diễn như thế nào đó mới gọi là ca sĩ. Còn Kim Luyến là chỉ là hát. Và mọi người biết không, Kim Luyến chỉ hát ở trong cái buồng, trong cái phòng của mình thôi. Rồi Kim Luyến dán cái này nè, dán cái miếng mút này để làm background để quay cho nó đẹp thôi, chứ không có phải là cái phòng thu. Nó đơn giản chỉ là karaoke thôi, nên mọi người đừng soi Kim Luyến nhiều quá. Trời ơi, Kim Luyến không phải là ca sĩ. Và những cái bài hát, có những cái bài Kim Luyến hát mọi người yêu cầu á, Kim Luyến chỉ nghe, không có biết những bài đó đâu, chỉ nghe đơn sơ qua một vài lần rồi hát. Và bây giờ hát xong có nhiều lúc quay lại hát lại không được luôn á, tại vì nó quá lạ mà mọi người yêu cầu. Để có mình không hát, không đăng lên á thì để mọi người chờ lâu quá mình cũng ngại. Cho nên là với lại ca sĩ á thì hát phòng thu nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn Kim Luyến đây không phải là phòng thu mọi người ơi, chỉ là làm cái bát rau để quay thôi. Đây là cái buồng nhà của Kim Luyến, nó rất là nhỏ.
có nhiều người nói là Kim Luyến sao không chị đứng lên quay, mà không được đâu, tại vì nó ngăn, nó sát bên đây vậy nè. Nếu mà Kim Luyến đứng lên quay thì gắn cái điện thoại để ngay đây thì quay không thể nào thấy được hết người, chỉ thấy cái bụng thôi. Nè mọi người, đây nè là cái phòng Kim Luyến, đây là cái sào đồ, đây cửa ra vào. Kim Luyến chỉ dán có một miếng nhỏ này, một cái miếng này để làm cái bát rau để quay thôi, rồi gắn tùm lum tùm la lên luôn, chứ không có phải là phòng thu. Nếu mà phòng thu như ca sĩ hát phòng thu thì nó khác. Cái Kim Luyến mà được hát như phòng thu thì nó sẽ khác hơn nhiều, cái giọng sẽ khác hơn nhiều, sẽ hay hơn nhiều rồi. Còn mình chỉ là đơn giản chỉ là karaoke hát gì đam mê thôi, cho nên là mọi người đừng có soi em nhiều quá. Mà mấy hôm nay Kim Luyến bệnh nữa, Kim Luyến bị rất là yếu hơi, nhưng mà tại vì muốn duy trì kênh cho nên là phải đăng, phải hát, phải đăng mỗi ngày chứ không dám bỏ kênh, nên mọi người thông cảm. Và đừng có gọi em là ca sĩ, trời ơi mọi người ném đá em chết, không phải là ca sĩ. Ca sĩ đâu mà hát tệ dữ vậy, chỉ hát gì đam mê mà thôi. Còn nếu như mà mình bỏ tiền ra mình thu một bài để mình hát đăng lên á, trời ơi tiền đâu cho chịu cho nổi. Với lại làm YouTube á thì có những cái bài nó bị bản quyền, mình có làm beat riêng cũng bị bản quyền luôn mọi người. Cho nên là từ bữa giờ em còn mắc nợ rất là nhiều những cái lời yêu cầu. Nhưng mà em là ham, có nhiều khi em hát rồi, em trang điểm hát xong xuôi hết rồi, đăng lên vẫn bị bản quyền nên em đành phải gỡ xuống. Sắp tới mọi người ủng hộ giúp Kim Luyến bên cái kênh Kim Luyến Phước Tính Karaoke nha. Kim Luyến sẽ để cái đường link ở phía dưới phần bình luận á. Mọi người giao lưu và hát với Kim Luyến bên kênh đó nha. Kênh bên đây Kim Luyến bị như vậy rồi cho nên là bây giờ phải cẩn thận hơn rất là nhiều để bắt đầu duy trì bên kênh bên kia cho nó đàng hoàng lại, không có bị dướng nữa. Hôm bữa thì em không biết, em nghĩ là nếu như mà mình cứ hát bị khiếu nại bản quyền thì nó không ảnh hưởng kênh, không sao. Cho nên là cứ việc đăng là mọi người yêu cầu bài nào cứ làm bài đó. Nhưng mà bây giờ thì bị rồi mới biết, cho nên mọi người thông cảm. Có một số bài em làm được thì em làm, còn bài nào Kim Luyến không làm được thì Kim Luyến sẽ không dám đăng đâu. Bây giờ phải cẩn thận, rất là cẩn thận rồi. Tại vì tạo dựng một cái kênh nó làm YouTube rất là vất vả, cực khổ lắm mọi người. Ai đã từng làm YouTube chắc là sẽ biết. Hồi xưa thì chỉ là hát cho vui chơi thôi nên là thấy bình thường lắm. Nhưng mà bây giờ mình cố công để mình làm, để mình chăm sóc kênh á, mình nuôi như là một đứa con vậy đó. Rất là vất vả, rất là cực khổ. Và em làm Kim Luyến hát một bài rồi ghép karaoke rồi cũng rất là vất vả mới ra được một bài, chứ không phải là có cái anh Vũ Nguyễn một ngày anh yêu cầu cả 10 bài rồi anh cứ hối liên tục. Xin lỗi anh nha, em không làm được một bài, em hát một ngày em hát nhiều lắm đó, như bây giờ em hát 4-5 bài chứ em không thể nào ra được mà đăng được 4-5 bài đâu. Xong rồi em phải ghép karaoke, tối em phải làm, ngày nay làm, ngày mai làm. Chứ có thể hát thì hát một lúc được nhiều bài đó, nhưng mà không thể nào thành sản phẩm, ra sản phẩm thành được một bài. Thì em hát em quay vậy thôi, chưa có cái rap ghép karaoke chưa gì hết. Cho nên là một ngày em chỉ được 2 bài là nhiều nhất rồi đó. Cái đó là do là ở không á, chỉ không có làm gì hết, chỉ có vùi đầu vào trong laptop, rồi ngoài cái việc nội trợ hàng ngày thì làm suốt luôn á thì mới được. Chứ còn không thể nào mà ra một ngày nhiều bài được. Có nhiều ngày mà ra nhiều bài thì là do là có nhiều hôm Kim Luyến đăng nhiều bài là do là hồi trước Kim Luyến để dành lại, làm nhiều quá là nhiều rồi để dành lại chưa có đăng á, thì có khi đăng mấy ngày mấy bài trong một ngày. Nhưng mà bây giờ thì không có làm gì nữa, phải cẩn thận lại. Cho nên là mọi người thông cảm giúp em nha. Và nhớ là đăng ký giúp Kim Luyến bên cái kênh Phước Tính Kim Luyến Karaoke nha. Tương tác và hát song ca với Kim Luyến bên kênh bên đó nữa nha. Kim Luyến xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào. Bây giờ thì Kim Luyến chuẩn bị hát thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
chiến sĩ hiền cười. Tình